Mình thấy dạ kính chào quý khán giả đến với kênh thông tin của Thám Tử Cao. Cả nhà cho hỏi hình ảnh âm thanh ổn không cả nhà? Chỗ này sóng tốt không? Âm thanh có nhỏ quá hay lớn quá không? Em nghe. Em nghe này, gọi em gì không? Quá im, quá im. Chiều chiều hay mai gì cà phê? Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ, ok em biết rồi. Dạ, có nghe rồi. À, nãy giờ thấy quý vị khán giả nhắn nhiều về cái câu chuyện là có một số kênh YouTube đi cầu cứu chị Ni về việc là có bị một cái YouTuber nào đó kiện. Thì hiện tại á là chỉ có là bà Mì Xào Củ Chi kiện các kênh YouTube thôi. À, là nếu mà ai mà bị bà kiện á thì sẽ được hỗ trợ luật sư. À, rồi là được gọi là được hỗ trợ hết mình về vấn đề chia sẻ rồi đó. Mấy bạn kia bây giờ đang cầu cứu chị Ni để kiếm ăn kiếm ăn đơn á. Này còn Thám Tử Cao cũng đang bị kiện đấy, nhưng mà luật sư thì có rồi. Còn nếu mà nó bị xào kiện Thám Tử Cao thì mình chỉ xin cười nhạt thôi. Mày xào như là mành cân treo sợi tóc mà kiện ai. À, thưa quý khán giả thì còn Thám Tử Cao chỉ nói rõ vậy nè. Thám Tử Cao làm việc với lại Chí Cảnh TV. Chắc chắn là sẽ có đơn. Nhưng mà đơn như thế nào, đơn vì sao, ở đâu, vì việc gì, cái đó không ai quản được đâu, cũng không ai biết đâu. Còn này kiện này không đóng ăn phí. Kiện hình sự không đóng ăn phí nha quý vị nha. Nãy mình thấy là có gì mà chuyện là kêu xin chị Ni đóng ăn phí đồ, lo luật sư đồ ha. Kiện hình sự là không có đóng mất đồng nào hết trơn á, chỉ có đơn giản là sao kê thôi mà làm gì ghê vậy. Chào Chí Cảnh, alo, mời Thám Tử Cao chiều đi cà phê hả? Đây mình đang đợi đây. Chỉ bốc gió chém phét, bốc phét chém gió thôi. Thì thực sự ra nó mình đã đi điều tra rồi. Chí Cảnh là làm việc là có tổ chức các bạn. Có người bảo kê, có sự giật dây, có sự điều chỉnh. Nên sợ Thám Tử Cao đào khoai lang, đúng không? Đào khoai lang mình thấy cũng dây nó nhỏ nhỏ, cái mình đào nó tự nhiên ra được nguyên ổ khoai lang. Vậy thôi, Thám Tử Cao nói vậy á. Chúng ai chúng, gắng chịu.
mà tội nghiệp cập nhật tình buổi sáng nha các bạn, sáng cái 3-4 giờ sáng cái ra nằm ở gần bàn ghế đó, ngồi quay phim live stream chờ tới tận 7 giờ mấy để gặp idol. Tôi chỉ biết dùng từ thở dài thôi, không biết cảm xúc như thế nào. Thấy cá cảnh nó nịnh, đúng là nịnh bất chấp đúng không các bạn, việc gì phải cực khổ như vậy. Mua hoa tới rồi chuẩn bị kế hoạch rồi ha, lên đón tiếp. Đợi ngày hôm ta còn tới ngày sắp Tết rồi, chờ ngày đào hoa lan củ nhiều lắm các bạn, toàn củ bụi trà bá không, ngọt mà có bột nữa. Chứ bây giờ nó đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi, bây giờ nó chỉ còn có một cách duy nhất là chui vô đó để bám kiếm tiền, mà cái sức lan tỏa ảnh hưởng của nó tầm phạm vi ảnh hưởng F3 thì làm sao mà dính, đúng không? Nó thuộc vô F3 rồi, F3 thì sao mà dính? Trời, giờ bây giờ tôi nói thật á, ngay từ cái F1 thôi, bây giờ nếu mà tua lại đó chưa chắc gì có cái lượng đăng ký được nút bạc, chứ đừng có nói cái đừng nói bây giờ quay sang tới F3. Ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác lắm rồi, khác xưa đây, nay khác xưa nhiều lắm rồi. Thưa quý khán giả, thì cũng nhờ phước của cả nhà, nhờ hồng phước của cả nhà đã ủng hộ và ban cho, cũng như là sự cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của Thám Tử Cao đã được đền đáp, sự ghi nhận có tiền, mình được nhận tiền các bạn. Tiền này là mình được nhận phong bì nha, tiền này sạch 100% luôn đó, đố quý vị các bạn biết tiền này ở đâu. Tiền này là tiền sạch 100%, sạch hơn bất kỳ tiền nào khác cực kỳ luôn. Thấy không, mình đi kiếm những khoản tiền như thế này cực kỳ sạch, thơm nữa, thơm phức luôn. Đây, xé coi thử coi cả nhà bao nhiêu tiền nha. Ồ, có lý ạ. Còn nữa mà thôi, mình chỉ hé vậy thôi, không biết nhiêu tiền nha. Không có công khai được số tiền đây. Đây. Ủa, công ngược, công ngược, công ngược. Đây cả nhà, đây là sự cố gắng phấn đấu của quý vị, sự ủng hộ của quý vị, nhờ quý vị khán giả mà Thám Tử Cao đã đạt được thành tích này, sự trợ duyên, rất là cảm ơn quý vị khán giả. Và cái này là trong cuộc phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang đó. Tiền này là để dành kỷ niệm, không có xài. Mình không có đi
mình không có đi săn mạnh thường quân ha, mình chủ yếu là mình đi đi săn với khen bằng khen rồi thôi. Thám tư cao mà chốt đơn rồi luật sư thì cũng vậy thôi. Bây giờ có bao nhiêu luật sư cũng vậy thôi, vấn đề là chỉ là giảm nhẹ hay tăng nặng thôi à, chứ đâu có thoát được. Tại vì sao ok bây giờ tôi nói 1.000 luật sư trong đó cũng không có cứu được, chứ đừng có nói. Nhi Nhi rồi sao tự nhiên bị Nhi Nhi bị ẩn rồi, cái gì mà Nhi Như hả? Nhi Như hả? Mày mà không kêu gọi Mạnh Thường Quân rồi sao tắt ai? Máy hay là mày? Chưa rõ cô ơi. Để cho bạn ấy bình luận lại một cái nữa đây. Đâu như, như như bình luận lại cái nơi có bị lỗi gì không? Để mình chém gió chơi. Cho bình luận cái lại lại cái như như ơi, alo, alo. Chửi thân tôi cao à. Chạy về quê vậy Thanh rồi chạy lên trong đêm hả? À, luật sư có tiền có phí thì đương nhiên luật sư có phí phải mắc hơn luật sư miễn phí rồi, có giá hơn luật sư miễn phí rồi. Và giá luật sư có phí là cho dù 1 đồng thì cũng là cao hơn. Chị Thái Tư Cao nói rõ mà, thứ nhất á là Thái Tư Cao là người đi làm bán hàng, đi câu like câu view, kiếm tiền làm từ thiện vậy thôi. Cái thứ hai nữa là kêu gọi vận động bà con Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì cái việc cái này á, Thái Tư Cao đã nói rồi, đi vận động từ thiện á là không có xấu ha, mà được nhà nước khen ngợi ủng hộ nữa. À, theo tinh thần đúng tinh thần điều 4 nghị định 93 nhà nước ủng hộ và tôn vinh những người nào mà vận động kêu gọi giúp đỡ chung tay đồng hành. À, bây giờ là một cuộc vận động thi đua yêu nước đấy. Cho nên Thái Tư Cao vận động kêu gọi mà các bạn chửi tôi á là các bạn đang đi ngược lại với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tôi dám khẳng định như vậy. Tôi lên tôi vận động kêu gọi mà bất cứ nick nào hoặc cá nhân nào mà chửi tôi, các bạn phải kiếm kiếm được bằng chứng vi phạm pháp luật của tôi. Còn nếu bạn mà không có kiếm được bằng chứng vi phạm pháp luật của tôi mà bạn lên bạn nói, bạn phê phán hoặc là bạn lên vu khống cho tôi đó là các bạn đang vi phạm pháp luật đấy. Tôi nói thật đấy. Tại vì việc vận động kêu gọi là việc được thực hiện đúng quy định pháp luật nhà nước, tôi có thông qua chính quyền địa phương được công nhận và tôi rất là công khai, rất là rõ ràng, tôi thực hiện đúng mà tôi giúp đất nước, giúp nhân dân bằng sức của mình. Ngày xưa thì cha ông chúng ta cầm súng để đi chiến đấu với giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Còn bây giờ thế hệ trẻ mình bây giờ đâu có làm mấy đó, mình đi là đi lao động, học tập, sáng tạo, đi làm việc để kiếm tiền xây dựng đất nước chứ, chung tay với nhau giúp đỡ người nghèo, người khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. Mà mấy bạn kia cứ lên chửi rồi vu khống mình là ăn chặn tiền của người này, ăn chặn cái tiền người kia, bạn có chứng cứ không? Mà tôi vận động kêu gọi là tôi đều minh bạch rõ ràng hết, tôi đâu kêu gọi riêng ai gì đâu. Đúng không? Bây giờ thật sự là bây giờ ở tỉnh Kiên Giang là mình đã được bằng khen của chủ tịch tỉnh Kiên Giang rồi, rất nhiều giấy khen, cực kỳ nhiều luôn rồi. Thì bây giờ là tới Hậu Giang đó,
Mình chỉ có mục tiêu duy nhất thôi là chiến đấu với những kẻ khuấy động xã hội, đi chửi bới người ta, đi vu khống người ta. Nếu chiếc cảnh tivi đó có các chị ủng hộ đó thì bây giờ xuống vị Thanh Hậu Giang này kiện không tư cao tội là vu khống chiếc cảnh tivi, là ăn chặn tiền của đứa trẻ bị ung thư mắt đi. Còn muốn chiếm được tình thương của cộng đồng mạng thì hãy sao kê minh bạch rõ ràng để chứng minh mình là người đúng để tham gia vô cái drama này, drama này, drama sao kê à, chứ không phải drama đi ủng hộ thần tượng. Hồi đó giờ nếu mà thật sự luôn á, nếu mà drama để đi ủng hộ thần tượng như vậy thì từ đầu tôi không có tham gia, tại vì tôi có những thần tượng giỏi hơn, siêu hơn nhiều. Đàm Vĩnh Hưng nè, Trấn Thành nè, họ siêu hơn, họ giỏi hơn rất là nhiều. Tôi nói thật đấy, thuốc đắng thì giả thật mà sự thật thì mất lòng. Tôi thương thì nó khác, tôi thương thôi, tôi ủng hộ, tôi thương, tôi tội nghiệp thôi, chứ không phải thần tượng của tôi. Các bạn nhầm rồi. Phải rõ ràng gì. Vậy thần tượng Thám Tử Cao là phải là người lo cho nước, lo cho dân, lo cho cộng đồng, lo cho bà con. Đó là người thần tượng của tôi đấy. Thần tượng của tôi là ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những anh hùng oanh oanh liệt liệt trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Đó là thần tượng của tôi đấy. Chứ còn các ca nghệ sĩ thì có khi là tôi đi nghe hát chùa, tôi mở nhạc trên điện thoại, trên xe hơi, trên là tivi, trong radio, đi ra ngoài coi chùa thì cái đó tôi nợ họ thì có. Chứ bắt tôi thần tượng họ chứ không đâu. Hay là giống như mấy đứa nhỏ là BTS, mấy cái nhóm các bạn thấy không? Giờ có mấy cái nhóm mà Hàn Quốc đồ về đó. Trời ơi, idol thần tượng tới đầu quay là gào xuống. Anh ơi anh à, rồi chị ơi chị à, mà không có biết tiếng nước đó. Mấy bạn nhớ không, hình là gì đây, đi đâu cũng cái gì nhóm, vừa rồi có mấy cái nhóm nó vô đó, mua một cái vé là bao nhiêu tiền đó, idol đó. Kinh. Thái Lan qua nè, rồi Hàn Quốc qua nè, dốc tiền dốc túi vô mua ủng hộ idol, rồi lên TikTok rồi tặng sao, dốc tiền dốc túi vô đó. Thế mà Cao nói, thế mà Cao chỉ đơn giản là lên chia sẻ chém gió, quý vị thấy nó có ích, có giá trị thì nghe vui, giải trí đó. Chứ Thám Tử Cao không có xây dựng cái chế độ thần tượng ha. Tại vì cái quý vị hiểu rồi nè, cái chế độ thần tượng á là có đôi khi người ta bế tắc trong con đường hoạt động, cái con đường chính của mình á, thì người ta chuyển sang cái gọi là xây dựng chế độ thần tượng là gì, là mua hoa để tặng nè, là tạo phai độ, gọi là tạo cái idol đó, rồi lập fanpage này nọ đó. Chứ còn thực tế lắm mà người ta, các bạn hiểu là thủ xạ là tự nhiên hương đó. Câu nói của chị Trang Vina là có phần đúng đấy. Nên Thanh Cao nói thôi trời ơi, mấy năm trước á mấy vụ đó ồn ào lắm rồi, các bạn mà càng làm lố đó mà ồn ào quá đó, buộc cơ quan chức năng chú ý đó, thì cái đó là mệt lắm. Nội các bạn biết là tới sân bay thôi mà đi quay thôi là bảo vệ sân bay, an ninh sân bay người ta phải làm việc căng thẳng lắm, khổ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi cơ quan công an phải bố trí bao nhiêu là người đi theo các bạn, chứ bạn nghĩ đơn giản các bạn cầm máy quay trong đó mà không có ai coi hả, tốn bao nhiêu là tiền của nhà nước đấy, đừng có đùa, tôi nói dẹp đi, nghĩ đơn giản vậy hả, liếc liếc xung quanh coi, tôi để ý tôi thấy hết à, người ta tốn kém, rất là tốn kém rồi, như buổi sáng hôm nay là tốn kém biết bao nhiêu luôn các bạn, nào là an ninh sân bay, nào là an ninh nội địa, an ninh bảo vệ chính trị, rồi hình sự, phải đi theo là 4-5 đối tượng, làm gì chi trời. Tôi nói sắp tới là một số kênh YouTube sẽ bị khóa mỏm, chặt cú luôn, chứ không để tình trạng như này nó loạn lắm.
Trong cái này á, Huy Cao nói ba vấn đề chính ha. Cái thứ nhất á là nguồn cung cấp hàng hóa, được chưa? Cái thứ hai á là gom tài chính. Cái thứ ba á là liên quan đến đến cái hoặc các cái hoạt động liên quan đến tiền. Nè, Rama này chỉ có ba cái mục đích đó thôi, ba yếu tố chính đó thôi. Mà khi mà các bạn hiểu là gì, giống như kiểu á, ngày xưa các bạn, quý vị các bạn đi Grab đi, hay là đi Viber, đi Uber rồi đó ha, thậm chí là làm với những tập đoàn á, thì thường những tập đoàn họ làm á, họ sẽ đem tiền họ rải ra trước, rồi sau đó họ hút lại, đúng không? Sau đó bắt đầu siết hai đầu, thì giờ cũng vậy thôi. Tôi nhìn tôi biết mà. Nhưng mà tôi nói về là lòng tham á, nó phải có giới hạn. Cái gì cũng vậy, nó có giới hạn của nó. Già néo thì bứt dây thôi, đừng có vượt quá cái giới hạn đó. Rồi đừng nghĩ rằng một tay có thể che trời được. Còn cái người mà đúng lý, ví dụ như là tung hô, ủng hộ, là người đó phải đem lại giá trị cho xã hội này, mang lại giá trị cho cộng đồng này, chứ không phải là nuôi mấy thằng YouTuber đi lên chửi lộn. Tôi nói thật, không ổn đâu, không ổn. Đang đi đường sai. Mấy trăm triệu mà tổ chức cái này, tổ chức cái kia, mà giá như thôi, đem tiền đó mà đi giúp cho những người dân khó khăn tại địa phương. Hoặc bây giờ ít nhất nè, mấy bạn phải tư vấn cho thần tượng của các bạn á, nghe không? Đang cái lúc này khó khăn, bà con ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An đang chịu hạn mặn, ngập nước. Bây giờ là đi cung cấp nước cho những điểm đó là rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời. Mấy hôm nay Thái Tư Cao đang có dự định làm việc đó, đó mà chưa có sắp xếp được, quá công việc nhiều, quá bận, con cái nó còn nhỏ. Chứ tôi rất là muốn đi qua đó chung tay tiếp sức với bà con bên đó. Không biết ai ở đây có ai ở Long An, có ở Tiền Giang và Bến Tre không ạ? Chỗ có nhà có ai bị ảnh hưởng là nước ngập mặn như thế nào không ạ? Xin cho Thái Tư Cao một chút thông tin liên hệ và một số hình ảnh liên quan đến vấn đề về nước được, để Thanh Cao được kết nối với mọi người được không ạ? Có ai ở khu vực đang bị chịu ảnh hưởng bởi nước mặn, ngập mặn, xin liên hệ với Thanh Cao qua số 0859093959, với lại cho hỏi là ở đó có thể khoan nước xuống dưới và lấy nước ngầm mà được không ạ? Thanh Cao có công nghệ lọc nước ngầm thành nước sinh hoạt, mà do một bạn giáo viên ở đây đạt giải sáng tạo khoa học công nghệ cấp quốc gia. À, xin lưu ý là Thám Tư Cao có một công nghệ là nước các bạn khoan ở dưới giếng á, là lọc thành nước sinh hoạt, rất ok nha. Và nó giải quyết được cái vấn đề sau này có ngập mặn hay chăng nữa, thì nếu mà có nguồn nước ngầm ở dưới á, thì vẫn sẽ đảm bảo để các bạn sinh hoạt, tắm rửa, giặt giũ được. Đúng rồi, Thâm Cao cũng rất là ca ngợi Linh Tý và Bích Trâm nha. Ok, Linh Tý Bích Trâm là có lòng thiện nguyện rất là tốt, lo cho bà con. Thì hiện tại là Thái Tư Cao muốn là xuống dưới khu vực Bến Tre,
hoặc là Tiền Giang mà ảnh hưởng bởi lặng mạn mặn, hoặc Trà Vinh hoặc Sóc Trăng, khu nào bị ảnh hưởng bởi ngập mặn. Thì nếu mà khu đó có thể khoan được nước ngầm á, thì chỉ cần có cái đầu nước ngầm kết nối thôi, nước bơm lên thôi, thì mình sẽ lọc nước nó lại từ nước cứng thành nước mềm và sử dụng sinh hoạt. Tại vì ngày xưa ở dưới quê là cũng đâu có nước máy để xài đâu, mà chủ yếu là xài từ nước ngầm giếng bơm tay á. Nhưng bây giờ mình bơm bằng motor lên, sau đó dùng công nghệ lọc, lọc chín lớp thì nước nó sẽ hết hết cứng, nó mềm lại. Thì ở một số địa phương ở đây người ta vẫn đang dùng cái đó, rất là ok luôn. Mà cái đó mình cho bà con về tắm rửa giặt giũ mà cũng rẻ tiền chứ không có mắc đâu. Thì nếu được thì 80 cao sẽ đầu tư một số trạm bơm, với lại có người ở dưới đó mà khoan giếng cho mình, họ khoan sẵn cây nước á, sau đó mình kết nối motor vô và mình đầu tư cái trạm bơm để mình bơm lên và mình lọc qua hai lớp, là hai lớp là khoảng 8 8 lõi, 10 18 lõi, một lớp 9 lõi, lớp lọc lọc công nghệ mới á. Là nhiều tiền không? Dạ tầm 50 triệu gì. Cái 50 triệu mà làm được một giếng bơm mình phục vụ cho khoảng chục 20 hộ. Để mình điện xem thằng đệ nó đang đi triển khai một số chỗ. Nó đang làm mấy hôm nay làm cực căng lắm. Được thì mình muốn đi tìm cô chú anh chị có liên hệ tháp cao qua số 0859093959 cho khu vực nào bị ảnh hưởng ngập mặn. À, mình xử lý là giống như làm vậy, năm sau có ngập mặn nữa mình vẫn không sợ. Không có nước tắm luôn. Tháp cao coi là mới thấy nhiều chỗ. À, Tuấn ơi. À, nói nghe nè, cái hôm nay có đi triển khai nước ngập mặn cho bà con không? Ừ. Bây giờ đi nói nghe nè, bây giờ cái nước mà giống như hồi trước giờ mình làm đó, thì mình khoan cái nước, sau đó mình bơm lên, mình lọc qua là sử dụng ok đúng không? Ừ. Thì đó anh đang cần vậy đó, mà bây giờ nếu mà khoan giếng xuống nè, khoan xong rồi á, ở cái chi phí khoan là bao nhiêu tiền ta? Nhưng mà thường là có thợ hết phải thì mình đi gần gần đấy thôi. Mười mấy triệu họ khoan thôi, còn xử lý của mình là nhiêu? À, là khoảng 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 10 triệu rưỡi là cái gọi là loại bự, nó cái cung cấp được khoảng cho bao nhiêu hộ gia đình? Một ngàn lít một giờ. À, mà nước đó là mình uống, mình tắm rửa sinh hoạt là ok phải không? Ừ. Hiểu 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 hiểu. Tắm rửa sinh hoạt là được rồi, còn uống thì kiếm nước lọc uống cũng đâu có nhiều đúng không? Ok. Thì bây giờ nếu mà trường hợp em thử xem liên hệ ở dưới dưới chỗ đó, khoảng tầm thứ nhất là kiếm cái nguồn khoan, kiếm cái người khoan được nước nè. Thứ hai là báo giá cho anh chính xác cái giá mà để mình xử lý cho nó đầu ra luôn đó. Đó thì mình làm một một cái trạm như vậy. Đến đó mày khoan được không, ví dụ gì đó. À. Dạ.
Ok, rồi, Ok, có gì mình sẽ triển có khai báo ha. cáo. Dạ dạ Ok. dạ dạ ok anh, dạ. À, nếu mà quý vị khán giả mà bị khu vực ngập mặn mà muốn có một cái trạm bơm, tức là khoan ở dưới sông, ở đây công nghệ sẽ triển khai là lọc qua hai lớp. Nếu mà lọc bình đơn thuần á, nếu mà lọc bình đơn thuần ở nước ở dưới á, thì một lớp khoảng 5 triệu như nhà tháp Đức Cao đang làm đây nè. Thì cái lọc đây chia sẻ với quý vị luôn ha, là cho dù nước máy chăng nữa mình vẫn lọc nha. Đây là cái bình thường nè đó, thì ở nhà mình nha bạn đó, ở trong này là có vật liệu lọc đó, qua 9 lớp nha đó. Thì đây là nước máy vô nè, khi nước máy đi vô 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 nhà mình đó là vẫn phải lọc, và lâu lâu là mình sẽ xả cái nước cặn này ra đó, các cái cặn bẩn là mình sẽ vặn cái nó xả ra. Ừ. Còn xong xong cái mình sẽ mình dặn lại thì nước nó chạy qua đây đó. Còn này là ở đây là cặn bẩn lọc nè, xả nè. Ừ. Thì cái nước dơ nước bẩn nó sẽ chạy xuống dưới này, được chưa đó. Thì ở đây rồi sau đó mình vặn này qua đây đó, cho nên là cái này là một cái lớp, cái công tắc lọc vô xả, và nó bảo vệ được cái này, nó bộ bền nó rất cao và rất là lâu. Tức là nếu như cái nước mà cặn bẩn á, mà lọc nước cứng á, phèn rồi đó, thì nó sẽ xả ra cái đường hồi nãy, rồi cái nước ngọt nó chạy đường một được một đường, cho nên là cái này là nó rửa luôn, giống như kiểu là nó tự 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 bảo vệ được á. Nó rất là ok. Thì nếu mà làm được thì một là bản thân tháp Đức Cao sẽ tự làm, còn nếu mà chi phí cao thì có thể là vận động mọi người làm một mà hai trạm để hỗ trợ tiếp phần nào cho bà con, tại vì nếu mà làm năm nay rồi năm sau vẫn giữ đó để xài được luôn, là hoài luôn á, thì cái bật điện lên là chạy thôi, là nước ra thôi, lọc từ nước cứng á, nước nước cứng là nước ở dưới lòng đất á, để mình sử dụng cho mọi người trong nhà tắm rửa rồi kia đó, ok đó. Chứ nước uống thì đóng bình mọi người cho là ok, chứ lấy nước nó uống cho nó tắm này nữa nó phí. Nghe nói bây giờ một cái lít nước của bên đó giờ tới bốn hình 300-400 ngàn, thấy nhiều TikTok họ đăng lên rất là nhiều. Thì nếu cô chú anh chị có người quen gì đó thì liên hệ, thánh tôi cao phải có một cái chỗ vị trí nào đó người ta đang thiếu, cái nhu cầu họ có, và mình sẽ kết nối với lại bên công nghệ xử lý nước ở bên đây đó. Và kết nối qua bên đó để làm thử thí điểm một số chỗ và nhờ mọi người chung tay, và tất cả mọi thứ là đều là minh bạch rõ ràng hết. Một bình lọc như Thánh Mới Cao đang làm thì khoảng 4 đến 5 triệu, hồi đó lính nó làm đâu như 5 triệu gì, bốn mấy triệu, 4 triệu mấy, 5 triệu gì. À, mình lọc mà trong nhà mình sạch sẽ luôn á, giống kiểu là nước của mình đã tinh khiết rồi, rồi vô nhà mình có máy lọc nước thêm một tập nữa. Dạ, ba chị làm cái hồ sỏi bỏ nước mặn dưới sông bơm lên cho nó chảy xuống để xả. Dạ, thì nếu cái này á, là nó cũng là dạng sỏi như vậy đó, nhưng mà vật liệu lọc, nó là vật liệu lọc mà có khoáng chất nó nữa, nó giữ lại các cái độc tố, sau đó giữ lại xong rồi nó xả ngược ra, nó xả bỏ cái đó ra, độc tố ra, nó bơm hai chiều, giống như kiểu là bây giờ nước nó vô phải không, nước đi vô thì cái cặn bẩn nó nằm ở đây đó, thì nước sạch nó đi qua đây, nhưng cái cặn bẩn này á nó sẽ đi ra đường này đó, nó sẽ đi ra đường này luôn, tức là khi mà mình lọc xong á thì bắt đầu mình tống nước ngược lại, áp lực nước nó sẽ trở ngược lại và nó xả cái này, nhưng mà nó không quay ngược trở lại đây mình, thì nó quay một cái lỗ ra ngoài đó, thì lúc này nước nó bị đạp, nó đạp nước, nước sẽ đi lên tuần hoàn lên, nó đạp cái bẩn cặn bẩn ra ngoài, nó xả ra rồi tiếp tục mình đưa nước sạch vô đó, là giống như kiểu là nó không có là bị tắc nghẽn á, hoặc là đóng rong rêu đó làm hư chỗ này á, thì nó sẽ không bị, và nó toàn hoàn toàn bộ là khép kín, nó không có không khí đi oxy đi qua,
thành ra là rong rêu bám vô cũng không có, tại vì muốn bám vô rong rêu vô đó thì nó phải có không khí đi qua thì nó mới phát triển rong rêu được. Đó. Còn đây là nước nó cứ chảy liên tục như vậy, rồi là các mẫn nó sẽ bị đạp ra ngoài, thành ra là cái chỗ này nó rất là ok về nước sạch đó. Về nước để mà mọi người sử dụng rất là ok luôn mà. À, cái bạn này nè là bả làm trong chỗ gọi là hồi đó làm cho một cái gia đình, trong cái gia đình ở vùng dưới quê đó, xong thấy làm rất là ok luôn. Cái ông chủ nhà đó ông mới kêu lại, ông nói ê nhiêu tuổi rồi, nó dạ con năm nay 34 tuổi, có gia đình chưa, nó dạ chưa chưa có gia đình, rồi muốn cưới vợ không, nó dạ con muốn cưới vợ mà không ai thương hết, qua đây tao biểu, ba mẹ mày ở đâu rồi sao kêu qua đây, ông gả con gái cho, giờ hai đứa nó sống hạnh phúc tới bây giờ. Đó là sự thật đấy. Bây giờ là nhà nhà của anh chàng này là nhà gọi là nhà ba vợ đó, là đang áp dụng công nghệ lọc nước như thế này á, là mình là người đi đi lắp chung với bạn ấy nè, mình biết rất rõ. Ấy chà. Coi video clip ngày hôm nay mình mắc cười, nhiều cái nó hay lắm, giải mã được nhiều cái nó hay lắm, đúng chứ, đúng 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 là quý vị sẽ nghiệm nó được nhiều cái hay lắm, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc đâu, từ từ cháu nó sẽ nhừ thôi, nhiều cái hay lắm, không phải đơn giản đâu. Một sợi dây khoai lang thôi, sau đó là những củ khoai lang to đùng. Thâm Đức Cao tin rằng quý vị đã cũng đã ngộ ra được nhiều thứ. Chỉ có điều là chưa chưa nói, hoặc không nói, hoặc là có nhiều người nói mà nó chưa rõ ràng thôi. À, nhiều cô chú anh chị mua hoa đu đủ được mà không biết ngâm mật ong như thế nào thì Tâm Cao luôn hướng dẫn luôn, hoa đu đủ được á mình đem về không cần phải rửa lại nha, mua Tâm Cao về không cần phải rửa lại, chỉ bỏ vô và ngâm mật ong thôi, ngâm cho nó ngập vô, đừng để cho nó nổi lên phền lên, kiếm đồ đè lại, hoặc là cứ nửa ngày á, thì mình lật ngược cái chai lại một cái một tí xíu, đừng để cho chảy nước ra ngoài nha. Ngâm khoảng 20 ngày thì mỗi lần mình lấy ra đó mình uống khoảng tầm là 2 muỗng canh pha với nước sôi cho nó độ ngọt vừa vừa mình uống. Rồi cái hoa đó mình ăn được, nhai được cái nào nhai, không nhai được thì mình nhẽ bỏ, nó hơi đắng. Đó. Nhưng mà cái hậu của nó lại ngọt, rất là mát. Mật ong thì 410.000 một lít, nhận hàng trả tiền. Còn hoa đu đủ được thì 300 gram 220.000. Bào tử nấm linh chi 600.000 một lọ 50 gram, xài được mỗi ngày khoảng 1 muỗng 1 gram, và pha với 1,5 lít nước sôi. Đông trùng hạ thảo thì cũng pha với nước sôi. Một lọ 10 gram 250.000, miễn phí vận chuyển. Tôm chà bông 300 bao chục 300 ngàn một lọ 250 gram, miễn phí vận chuyển. Khô cá lóc 1 ký 460 ngàn, nửa ký 230, miễn phí vận chuyển. Khô lương 900 ngàn một ký, miễn phí vận chuyển. Nửa ký 450, vẫn miễn phí luôn, vận chuyển luôn. Còn cô chú anh chị mua 1 ký khô lương tặng nửa ký khô cá lóc.
hoặc là chơi lớn là mua mua nửa ký khô lương, à, một một ký khô lương tặng nửa ký khô lương luôn. Đó, cái này là để cho quý vị sử dụng thử, hoặc là mua một ký tôm lụi tặng nửa ký khô lương, còn khô cá lóc thì đang hiếm hàng cho nên là để gọi là tiết chế lại, khô cá lóc mà không đủ. Khô cá lóc mặc dù là rẻ hơn, khô cá lóc chỉ 230.000 một ký thôi, còn nửa ký khô lương là 450.000, mất gấp đôi. Nhưng mà thà tặng nửa ký khô lương chứ không tặng nửa ký khô cá lóc tại đang thiếu hàng bán. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ với cao qua số điện thoại 0859 09 39 59. Cái này là Thám Mưu Cao muốn mọi người trải nghiệm, tại vì mọi người có nhiều người là rất là ngại cái con lương, nhưng mà thật sự ra làm như rồi, mình làm rồi á thì nó không còn đơn giản là con lương giống quý vị ăn nữa, nó không có mềm hay là nó nhớt nhớt hoặc nó tanh tanh giống quý vị nhìn thấy nữa. Mà khô lương này lương loại nhất, lương to á, nó cung cấp năng lượng cho mình rất là tốt và được xử lý qua rượu thuốc, không có mùi tanh của lương nữa, ăn rất là mềm thơm ngọt, nó vậy thôi. Còn theo đuổi một câu chuyện về về pháp lý á, thì Thám Tử Cao nói thẳng luôn, Trí Cảnh TV là không có tha, phải làm, phải là người cho ra, tôi ra tận cùng câu chuyện này. Còn thích phản tố thì tôi hầu, tôi không có chạy mặt, thích phản kiểu gì tôi cũng chịu cho chơi, chứ đừng có nói ôm nhau chết chung, tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái chuyện đó. Đối tượng này là phải lụm. Tôi vẫn nhắc lại câu chuyện này, yêu cầu Trí Cảnh TV sao kê minh bạch rõ ràng tiền vận động kêu gọi liên quan đến bệnh nhân ung thư, nhận tiền mà không sao kê, kêu gọi mà không sao kê, xóa bài phi tang dấu vết, đó là vi phạm pháp luật, tôi nói thẳng như vậy. Thời điểm trước đây á, cái vấn đề về sao kê á, Thám Tử Cao nói rõ là thời điểm đó chưa có nghị định 93, cái đó cũng cần có chừng mực. Tất nhiên cái đó là nhắc là đúng, minh bạch sao kê rõ ràng là đúng, nhưng khi người ta đã minh bạch sao kê rõ ràng vẫn bị chửi thì Thám Tử Cao phải lên tiếng. Và tôi chỉ lên tiếng vào thời điểm đó là khoảng tháng 8 năm 2021, là quá chịu đựng rồi, quá sức chịu đựng rồi, vượt quá nhiều giới hạn rồi. Thì nhiều video clip tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 bị giám định cũng từ đó ra đó. Tức là quá sức giới hạn chịu đựng. Là tôi chỉ lên án cái sai thôi, chứ còn cái đúng, đi làm từ thiện, đi giúp người khác, tôi rất là tôn vinh, tôi rất là ủng hộ. Câu chuyện này cũng vậy, rất rõ ràng. Nếu các bạn đấu tranh cái xấu, cái sai thì tôi tiếp tục đồng hành với các bạn. Các bạn dẫn dắt tôi đi theo đường bậy để tiếp tay cho những kẻ xấu thì không, tôi xin dừng lại. Tôi ngồi tôi cười, tôi quan sát. Và đứa nào làm sai tôi mới là người gọi tên thôi. Và các vị thấy một điều nè, rất nhiều lần là họ thể hiện cái sự gọi là chống chúng ta tới cùng, nhưng mà lại ngầm không có công khai thôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngày ngày lên live stream. Hả? Thì đây không phải là lần đầu mà rất nhiều lần rồi. Từ từ á, nó sẽ sáng dần lên, nó sáng tỏ dần lên. Gọi là còn nước thì còn tát, mà nước càng cạn đó thì cá càng lòi lên. Hết nước thì bắt cá thôi, đúng không quý vị?
À, đúng rồi, VTV cũng phản ánh về những drama dàn dựng, chính xác. Drama dàn dựng nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Đừng có thấy tụi nó đang đánh lộn với nhau rồi lên mạng đăng cái này đăng kia, bọn nó cùng chung phe hết. Chỉ cần một phép thử nhỏ nhỏ thôi là biết trong đó là diễn hay là thật. Mà nếu thật á thì đi còn nhanh nữa. Chửi không có bị chết các bạn, nghe không? Chửi không có sao chứ, chửi là bị chửi là người ta thương. Còn á được tung hô á thì chưa chắc, nói vậy thôi, nói ít thể nhiều. Rồi một lần nữa Thám Tử Cao xin được rất là cảm ơn quý vị, xin cảm ơn tận đáy lòng quý vị đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ Thám Tử Cao để cơ bản chúng ta tiếp tục cuộc cuộc chiến chống bọn tội phạm trên mạng, và đồng thời qua đó chúng ta có thêm được các nguồn kinh phí liên kết với nhau lại để có nguồn kinh phí giúp cho đỡ cho bà con nghèo, chung tay xây dựng đất nước để không ai bỏ lại phía sau, thực hiện gọi là yêu nước là lao động, học tập, sáng tạo, yêu nước là thi đua, là phấn đấu. Tôi ước gì có kênh YouTube nào đó lên cá cược với tôi cái gì đó để mà xây nhà cho bà con nghèo, dù ở đâu tôi cũng khoái chứ, mà không gài thì thách không có đứa nào làm hết. Dường như thực hiện coi thằng nào xây nhà cho bà con nghèo nhiều hơn chẳng hạn. Chán, toàn là đi vơ vét tiền của bà con bá tánh không, thấy chán, đi vô drama toàn vơ vét không. Rồi có tiền bắt đầu đi ăn, đi nhậu, đi đàn đúm, chơi bời, thụ hưởng. Rồi, xin kết thúc video clip ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Điên cơm.